Hello các bạn ha, đây con này WTO ha 32221 phiên bản 1.32 của mình ha, nó có màu vàng và màu đỏ. Không hiểu tại sao lúc mình làm cái review về cách đổ cái con này chống nước với cái con pin á, pin châu á, thì hầu như là khách hàng hôm qua giờ là toàn đặt con màu đỏ của mình không, mình không hiểu luôn. Trong khi màu vàng cũng không có kém gì với màu đỏ, mà không biết tại sao mà khách lại chấm màu đỏ. Và số lượng màu đỏ thực sự là của mình cũng không có nhiều lắm, thực sự cũng không nhiều so với màu vàng thì vô tư. Rồi mình xin phép mình đóng gói, sáng giờ mình đóng gói cũng được 2 chiếc rồi các bạn. Chiếc này chiếc thứ 3 mới xuống đơn luôn đó. Cũng là màu đỏ, 3 chiếc liên tục là màu đỏ hết, không hiểu nổi luôn. Rồi cảm ơn các ba em ủng hộ anh ha. Các em cứ việc đem về mình chơi, chơi chán rồi mai mốt rồi làm tập làm gọi là gì, sửa chữa ha, sửa chữa xe ha. Các em nhìn clip của anh là các em tự biết là đổ pin lên hay là cho nó không có vô nước như thế nào, thì các em từ từ sẽ tìm hiểu được thôi, không có vấn đề gì. Và cảm ơn các bạn là coi view tiếp tục của mình nha, các em nhỏ nhí nhí ha, từ là fan hâm mộ chứ ngày nào cũng thấy các em cũng like tiếp cho mình hết, mình rất cảm ơn các em nhỏ đó nha. Rồi cái cảm ơn tụi em rất nhiều ha. Rồi cảm ơn ha. Đây mình gói, mình sẽ bọc một lớp mút xốp và một theo nguyên tắc cũng là bọc một lớp bao bì đen ha, để cho nó chắc không tránh va đập. Rồi